dàn hoa hậu, người đẹp hội tụ trên thảm đỏ họp báo Miss World Việt Nam. Gái xinh 2K kể chuyện yêu ông chú người Nhật hơn 16 tuổi. Người phụ nữ làm đám tang giả cho chính mình để trốn nợ, yêu cầu mẫu quan tài để khám nghiệm tử thi thì phát hiện 3 bao cát. Đám hỏi gây sốt khi tặng cô dâu nguyên tráp trà sữa trân châu đường đen, nhìn đội bên lễ khệ nệ vào nhà nhìn đến thương. Thanh niên chiên sống nồi chùa con đỏ hỏn, lúc nhúc kèm thấp sành, Sài Gòn làm gì có món này ăn.